Em Trâm xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin trân trọng giới thiệu tới các bác xem cái mẫu xe. Đây, trước mắt các bác đây. Một cái mẫu xe rất là đẹp, to cao, rất là rộng rãi. Và máy của cái chiếc này là của Mitsu nhé. Giá tiền thì em đã bán là 100, loanh quanh 100 tí thôi. Chiếc này mang tên là Su Quang. Đấy, và chiếc này sản xuất năm 2005. Số sàn, máy xăng, máy của dòng xe Mitsubishi, máy hơn 2.1 một chút nhá, 2.2 ạ. Đấy, bác nào mà đang quan tâm đến dòng này về chạy cuối năm, chở hàng, chở khách thì rất là phù hợp, rất là hợp lý đúng không ạ? Một cái mẫu xe to cao, rộng rãi, màu đen, form dáng rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, chúng ta quanh tầm khoảng 100 triệu thôi, các bác mua được chiếc xe này rồi. Đấy, chiếc xe này lắp ráp tại Việt Nam nhá. Cái động cơ thì của Mitsubishi thì vừa em giới thiệu rồi đúng không ạ? Rất là sạch sẽ và bóng bẩy nhá. Chỉ loanh quanh hơn trăm một chút thôi thì các bác mua được chiếc xe này rồi. Và bây giờ hiện tại thì em đang quay đi một vòng tới các bác xem về cái chiếc xe màu đen này. Đấy. Em cũng chưa nhìn kỹ trong sổ nó là 5 chỗ hay là 7 chỗ nữa, nhưng mà cửa kia là chưa đóng chặt kìa. Cửa lái là chưa đóng chặt nhá. Nên nó hở. Em chưa nhìn kỹ là nó là 7 chỗ hay là 5 chỗ nhá, quên mất. Nhưng mà trong đây thì hiện tại ghế là có 5 ghế nhá. Khả năng là 5 ghế. Rất là to cao và rất là rộng rãi luôn. Cái chiếc xe này nó to như là kiểu chiếc Portler đấy ạ. To hơn chiếc Escape nhiều các bác nhá. To hơn cái chiếc Escape và to hơn cả xe Jolly và to hơn cả xe dây luôn. Đấy, rất to cao và nó to hơn cả Innova luôn. Rất là to cao luôn. Đúng không ạ? Cái chiếc này là nó tầm tầm như chiếc dạng Fortuner đấy ạ, bên này dòng Everest đấy ạ, to to cầm kiểu thế, nhưng mà em thấy là dáng nó khá đẹp và thậm chí em thấy là còn có điểm nào đấy nó đẹp hơn cả dòng xe Everest đời 2005-2007 đúng không ạ? Đấy, các bác thấy. Em đang quay xung quanh xe, các bác xem và các bác nhìn và định hình ra một cái chiếc xe nó như thế nào về cái dáng dấp bên ngoài đúng không ạ? Tí nữa thôi thì em sẽ quay chi tiết về cái chiếc xe này nhé. Một chiếc xe chạy rất là sướng luôn, chạy rất là đầm, rất là chắc, rất là êm nhé. Chạy êm kỳ luôn đấy ạ. Mà giá tiền thì chỉ có hơn 100 một chút thôi. Em sẽ ghi giá ở tiêu đề nhé, các bác có thể xem. Đây là phần đầu đèn của xe này. Đúng không? Đèn bi cái thứ đầy đủ nhé. Biển 23, biển của Hà Giang đấy ạ. Biển 1918, biển khá là đẹp. Một chủ đầu luôn, và chiếc xe này đăng ký tên tư nhân nhá. Nội thất rất là đẹp luôn, rất là mới luôn nhá. Và chiếc xe này rất là mới luôn, tí em sẽ quay tới các bác xem. Đây, một lát nữa thôi. Đúng không ạ? Một chiếc xe khá là phù hợp, hợp lý đúng không ạ? Đây, em quay sơ qua các bác xem bên trong nội thất một chút nhá. Đây, nội thất bên trong đây. Đấy, nội thất bên trong đây nhá. Đây các bác xem này. Bộ ghế da là màu vàng cam đúng không ạ? Tâm đồ rất là tâm đồ béo thì rất là đẹp luôn. Và đây em mở cả cốp luôn nhé. Đây mở cốp cho các bác xem luôn nhé. Đây cốp rất là rộng này, rất là to và rất là rộng luôn. Đây, trần nhé. Và chiếc xe này được thiết kế cả clock luôn nhé. Đây, cả clock luôn này. Đây, tâm đồ này các bác xem này. Đây, tâm đồ đây em đang quay sơ qua. Thứ nhất là về bên ngoài. Và bây giờ thì đang quay sơ qua bên trong nội thất để các bác xem, mà các bác hình dung ra một chiếc xe. Đấy, hình dung ra tổng thể một chiếc xe như là nội ngoại thất đúng không ạ? Máy là của Mitsu nhá. Tí em sẽ mở máy ra quay các bác xem cái máy của cái chiếc xe này nó có phải là đúng là máy Mitsu không? Máy Mitsubishi, máy hơn 2 chấm một chút nhá. Đây tâm lô này, tâm lô rất là thời trang luôn, như là những chiếc xe đời 2010 mấy vậy đúng không ạ? Đấy, mà giá tiền thì có hơn 100 triệu đấy các bác nhá. Đấy, số sàn, đây, cửa lock này các bác này. Đấy, đầy đủ chưa? Em thấy nó đẹp hơn cả cái dòng đẹp ngang với Captiva ấy. Đấy, với cái phân khúc hơn 100 triệu thì em nghĩ rằng là không có cái xe nào mà là đối thủ chiếc xe này, em nghĩ là như vậy. Và tất nhiên là tùy theo sở thích của từng mọi người đúng không ạ? Tùy theo của mọi người. Và bây giờ thì em sẽ quay giới thiệu các bác một cách được chi tiết nhất về cái chiếc xe này. Thứ nhất là cái phần đầu của xe. Đầu tiên là cái phần đầu nhá. Phần đầu xe này có xe nhá. Đấy. Rất là hầm hố luôn đúng không ạ? Đèn bi rất là sáng nhé. Đây đèn bi này.
đèn trên đèn bi này, dưới cũng đèn bi luôn. Đấy. Đây đèn vàng này, đèn vàng nó cũng là đèn nét luôn các bác nhé. Đấy, sơn xi rất là bóng mượt sạch sẽ luôn đấy. Xe thì đảm bảo quắc luôn là xe không bị đâm xô, không bị tai nạn, không bị ngập nước nhá. Đấy, không đâm xô, không bị tai nạn, không bị ngập nước. Và đăng kiểm còn tên tư nhân chính chủ sang tên là bình thường nhá. Sang tên bình thường mọi thứ là hoàn toàn là hợp pháp. Và một chiếc xe đang chạy rất là ngon. Mọi thứ hoạt động tốt nhá. Đấy, giá rất hợp lý. Nhiều người thì bảo là sao lại giá lại rẻ như vậy, thì em cũng chia sẻ với các bác là xe này nó cũng em mua được rẻ thì bán rẻ thôi, đúng không ạ? Đây, và đây là cái phần đầu đèn của xe đây. Đấy, đèn hoàn toàn rất là sáng nhá. Đấy, một bộ na răng, một bộ na răng đúc bánh béo, đúng không ạ? Rất là hầm hố luôn. Một bộ lốp còn khá là dày, đúng không ạ? Sơn xi thì rất là bóng mượt nhá. Sơn xi rất là bóng mượt. Gương kính của dòng này là hoàn toàn là chính điện. Vâng. Đây ạ. Cái cả bậc bệ lên xuống luôn nhá. Đấy, chiếc xe thiết kế cả bậc bệ lên xuống đầy đủ luôn. Rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn con xe nó nhìn nó rất là khỏe. Đấy, sẽ đóng cửa lại và quay các bác xem được một cách nó chi tiết hơn đúng không ạ? Sơn xi rất là bóng nhá. Để soi được cả gương luôn, soi được cả hình của em vào trong luôn đúng không ạ? Đấy, em thì năm nay hơn 30 tuổi thì thôi, nhiều người thì chưa được nhìn mặt em này cứ bảo là em tầm 50 tuổi rồi đúng không ạ? Đây các bác nhìn ở trong gương nhá. Đấy, trong gương này. Đấy em đây ạ. Vâng. Đấy, đây là bộ lốp tiếp theo của xe đây nhá. Bộ lốp tiếp theo. Đấy, em đứng xa ra một chút để các bác xem về cái chiếc xe khi mở cốp ra đúng không ạ? Đèn đóm rất là sáng nhá. Đây, sơn xi sạch sẽ. Đèn trước đèn sau rất là sáng, rất là sáng và rất là trong đúng không ạ? Cái phần tường sau này các bác có thể là mình để đồ nhá. Để đồ, chờ hàng rất là hợp lý. Xe này không niên hạn các bác nhá. Xe này không niên hạn. À em nhớ rồi, chiếc xe này là nó là chỉ có 5 chỗ thôi. Đấy, 5 chỗ các bác nhá, không niên hạn đâu. Các bác có thể là để đồ, đằng sau chờ hàng rất là hợp lý luôn. Mà để chuẩn xác nhất thì để em nhìn lại giấy tờ xem là 5 chỗ hay 7 chỗ. Còn những chi tiết khác thì là em nhìn kỹ rồi, còn những 5 chỗ hay 7 chỗ em sẽ chưa nhìn cơ. Còn thì mọi thông tin thì là chuẩn rồi nhá. Còn mỗi cái vấn đề là 5 chỗ hay 7 chỗ thì em lại chưa xem kỹ thôi. Còn mọi thứ là chuẩn rồi, các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, em đóng cốp này này. Đấy, thân vỏ rất là cứng rắn nhá, không han mọt. Đấy các bác xem, bỏ ra số tiền rất là ít ỏi như vậy thôi mua được chiếc xe đẹp như này rồi. Chạy rất là sướng luôn, rất là chắc, rất là đầm. Đây là răng đúc đây, các bác xem này. Đấy. Đấy, sơn xi rất là bóng mượt, sạch sẽ nhá. À đây các bác, xin lỗi các bác em nghe điện một chút. Alo em ơi. Ừ, ok em nhá. Vào đây đi. Đấy, có anh đang ở nhà đây. Mới đánh con Cruy xuống đây nhá. Có mang con Cruy xuống đây không? Có mang Cruy xuống không? Ok nhá. Cửa hàng em chuẩn bị về một chiếc Cruy đây nhá. Cruy 2011. Giá chỉ có 200 mấy thôi. Đấy, để cho các bác cái giá là 65 triệu thôi. Rất là hợp lý đúng không ạ? Em bán giá cả thì các bác yên tâm là bao hợp lý luôn, bao giá hợp lý. Và xe thì cam kết các bác mua là bên em bán là không bị xe bị không bị đâm đụng va chạm nhá. Xe không đâm đụng, không va chạm. Va chạm đâm đụng là bên em không mua. Ví dụ đổi xe đi, đổi xe thì cũng có một vài xe thì cũng có bị một chút, nhưng mà em sẽ không đăng. Đấy. Em sẽ không đăng lên và em sẽ bán cho thợ ngay. Đấy rồi, ok, bây giờ hiện tại thì em đang quay bên phía bên form sườn bên phụ của xe. Đấy các bác xem nhé. Đây đăng kiểm của chiếc xe này còn đến tháng 5 năm 2020 này. Khá là dài đúng không ạ? Đây, phần nóc của xe đây. Em dưa cao đây này, dưa cao các bác xem phần nóc của xe này. Chiếc xe này nó cao hơn đầu người luôn. Cái chiếc xe này em nghĩ nó phải cao 1m8 đến gần 2m luôn. Em chưa đo nhưng mà em nghĩ tầm đấy.
Đấy, bây giờ thì em đang quay rất là gần, các bác xem phần sơn si bên phụ xe đây nhé. Và xong sau đấy thì một lát nữa thôi, em cũng sẽ quay qua xem cận cảnh cái phần nội thất bên trong xe. Đấy, bây giờ luôn nhé, bây giờ em quay luôn nhé. Này tắp ly này, tắp ly, tắp lô xe rất là đẹp luôn. Một bộ ghế da này còn mới tinh luôn nhé. Một bộ ghế da mới tinh luôn này, các bác xem nhé, em sẽ quay gần hơn. Đấy, tất cả những con khóa ốc các thứ này. Bây giờ thì mở toàn bộ cánh cửa ra, mở cả cốp ra luôn cho nó sáng được, quay được sẽ được nó sáng hơn, dễ nhìn hơn, đúng không ạ? Các bác đợi em một chút nhé. Đấy, bây giờ em mở hai cánh bên đây ra và sẽ giới thiệu cho các bác xem từng phần một. Đấy, các bác cảm nhận về cái chiếc xe này một cách được chi tiết nhất, đúng không ạ? Đấy, bây giờ nhá, đây cánh bên lái này các bác nhá. Cánh bên lái đây. Đấy, em quay gần hơn một chút nữa nhá. Đây, phần nhựa của xe đây, các bác thấy đúng không ạ? Bằng da các bác nhá, hoàn toàn bằng da hết. Tắp ly, tắp lô, các thứ là bằng da hết. Gương kính thì hoàn toàn là chỉnh điện. Đây là kính chỉnh điện và gương cũng là chỉnh điện luôn nhé. Đây gương chỉnh điện luôn. Đây một số công tắc người ta chế thêm là với công tắc đèn đấy mà. Đây, vô lăng này, vô lăng 4 chấu. Đúng không ạ? Đây, tắp lô của xe đây nhé. Xe thì được trang bị màn hình, camera đùi đầy đủ rồi. Đây là hộp số của xe này, hộp số của xe đây nhé. Số sàn như là những chiếc xe bình thường thế thôi. Mà chiếc xe này có một cái hệ thống điều hòa là tự động các bác nhé. Đây hệ thống điều hòa tự động luôn này. Đây, đây là mặt đồng hồ xe đây. Nói chung là một chiếc xe cũng khá đầy đủ và khá là hiện đại, đúng không ạ? Ghế da nhá, ghế da còn rất là mới nhá, được bọc theo kiểu kiểu cách cũng khá là sang, đúng không ạ? Đây các bác xem đây, một bộ ghế da rất là đẹp, đúng không ạ? Có khiển cửa các thứ đồng hoàng ấy các bác nhé. Đây, khiển cửa này. Đấy. Em sẽ quay chi tiết cái phần táp lô các bác xem luôn. Đấy, các bác xem này. Đấy, nội thất xe rất là sạch sẽ, rất là đẹp, đúng không? Màn hình camera lùi đầy đủ hết và âm thanh rất là hay. Điều hòa mát nhé. Điều hòa hai vùng rất là mát. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ quay đến phần đằng sau của xe. Cái khoang đằng sau nhé. Đây, mời các bác xem nốt cái cánh bên phụ nhé, cánh bên lái nhé. Một lát nữa thôi thì em sẽ quay xuống cái phần dưới và quay sang bên phụ các bác xem nốt. Đấy, các bác xem nhá. Đấy. Các bác xem video thì hãy vừa xem vừa ủng hộ em nhé. Vừa xem vừa ủng hộ em bằng cách là các bác hãy nhấn like và chia sẻ cho em để cho nhiều người biết đến hơn và cũng giúp một số người người ta không biết đến. Người ta không biết đến đấy. Nhờ có các bác thì người ta sẽ biết đến và người ta mua được những chiếc xe giá hợp lý, đúng không ạ? Và đây em đang quay tới các bác xem đây là cái phần hàng ghế đằng sau của xe. Đấy, xe rất là rộng rãi nhé. Các bác mua về đi ví dụ như là cái chiếc xe này nghĩ là rất là phù hợp so với lại khu vực đồi núi, đúng không ạ? Tất nhiên là ở đâu thì cũng phù hợp nhưng mà phù hợp hơn với lại những người đi khu vực đồi núi. Đấy. Ở đây em quay phần cốp đằng sau đây. Rất rộng luôn. Đấy, và cái ghế đằng sau này, hàng ghế đằng sau này thì các bác có thể là mình tháo ra nhá. Mình tháo ra được nhá. Nếu mà các bác mà chở hàng thì có thể tháo lốt cả hàng ghế rỡ ra. Đúng không ạ? Một chiếc xe thì nó sẽ rộng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, và bây giờ thì hiện tại em đang di chuyển sang bên phụ của xe và quay lốt tới các bác xem. Và các bác cảm nhận nốt nhé. Còn bác nào mà muốn xem thêm một cái hình ảnh nào đấy, hay là một cái chi tiết nào của xe, kể cả như là giấy tờ hay là muốn xem máy, xem móc thì em sẽ gửi qua Zalo cho các bác nhé. Đây là sàn của xe đây. Zalo và số điện thoại của em là số 093 8586 307. Hiện tại thì em đang số đó em đang giao cho một đứa em chính là nhân viên của em ạ, để nghe máy và sẽ
trả lời những cái tin nhắn của các bác. Còn thì các bác nào mà muốn gặp em trực tiếp gặp em đấy thì bảo bạn nhân viên là bảo cho gặp Trâm nhé, em tên là Trâm, bảo cho gặp Trâm để gặp trực tiếp nói chuyện trao đổi mọi thứ được dễ dàng hơn. Và đây các bác xem phần tắp ly tắp lô của xe đây nhé. Đấy. Vách canh cửa đây này, đúng không? Ghế da nhá, ghế da thì rất là đẹp nhá. Một chiếc xe khá là sạch sẽ. Đấy, tắp lô tắp ly của xe đây. Vừa em quay rồi, giờ em quay lại thôi, đúng không ạ? Quay lại cho bác xem thôi. Đấy. Trần vẫn là trần lý nguyên bản và được bọc ni lông. Và bây giờ thì cái phần quan trọng nhất mà quay các bác xem đây là cái phần máy của xe, đúng không ạ? Quả tim của cái chiếc xe này. Đấy, một chiếc xe sử dụng động cơ của Mitsubishi, đúng không ạ? Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn nhá. Chiếc xe này thì lỗ quay quanh tầm khoảng khoảng 10 lít thôi, khoảng 10 lít trên 100 km thôi, quanh trên dưới 10 lít. Tì chống các thứ nó vẫn đầy đủ này. Đấy. Chống nóng các thứ vẫn là đầy đủ hết, đúng không ạ? Đây rồi, mời các bác xem lốt cái phần khoang máy của xe đây nhá. Đây, tổng thể cái phần khoang máy của xe đây. Máy thì được sử dụng động cơ máy 2.2, máy phun xăng điện tử turbo rồi. Rất là khỏe và rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đây, đây cái máy này biểu tượng của cái biểu tượng của máy đây ạ. 16 van và động cơ Mitsubishi, đúng không ạ? Mitsubishi của Nhật Bản. Rất là lành và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn các bác nhé. Mà đồ đạc thay thế thì rất là dễ, ở đâu cũng có luôn để các bác mua về mình thay thế. Rất là nhiều đồ đạc rất là sẵn nhé. Đấy, và chiếc xe thì chỉ với giá là hơn 100 triệu thôi các bác thấy, đúng không ạ? Cực kỳ là hợp lý cho một chiếc xe. Đấy. Ok, vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu chi tiết tới các bác xe này rồi. Bác nào quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho em. Còn về xe thì đảm bảo các bác luôn là xe không bị đâm đụng, không bị va chạm, không bị ngập nước. Để mua về sử dụng ngay, các bác có nhu cầu gì bên này em sẽ hỗ trợ. Đấy, các bác kết nối Zalo theo số điện thoại là số 093 8586 307 nhé. Để được biết thêm thông tin chi tiết nhất về chiếc xe này. Đấy, và các bác muốn xem những chiếc xe khác thì em có rất là nhiều nhé. Rất là nhiều xe để các bác lên xem và lựa chọn nhé. Rất là nhiều đây, có xe này. Chiếc này mới về luôn này. Đấy, rất là nhiều xe để bãi xe nhà em nhé. Rất là nhiều xe. Đấy, các bác mà đang xem video này chưa nhấn đăng ký kênh thì các bác hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để được theo dõi, để được cập nhật những cái mẫu video mới nhất. Đấy, những chiếc xe mới nhất theo ngày tháng, ngày nào em cũng đăng lên một vài cái mẫu xe để các bác đến xem và lựa chọn. Rất nhiều và rất là nhiều những cái mẫu xe luôn luôn được cập nhật theo ngày tháng. Ok, em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em xin chân thành cảm ơn ạ.